Bởi nhân duyên vậy, nên Phật nói pháp như pháp tướng, pháp tánh, pháp vị lai thật tế, cũng đều là vô sở tác, đều là rốt ráo bất khả đắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí, Bồ Tát, Phật cũng đều là như vậy. Lại nữa, các pháp đều là vô vượng vô thoát, mà chúng sanh chấp các pháp tướng nên ở nơi khổ xứ khó giải thoát, mới nghĩ rằng Phật pháp rất khó làm, rất khó được. Ngài Tu Bồ Đề thấu rõ tâm niệm của chúng sanh, nên bạch Phật, theo nghĩa mà còn được nghe Phật nói, thì năm ấm là vô phược vô thoát, là rốt ráo không, là bất khả đắc. Như vậy là chẳng có tác giả, nên chẳng có trói buộc, vô phược, chẳng có cởi mở, vô thoát. Phật dạy, phàm phu chấp các pháp mà chẳng biết các pháp đều là hư dối, là bất khả đắc, là vô phược vô thoát. Còn các bậc thánh thấy rõ các pháp đều là rốt ráo không, đều là vô phược vô thoát. Bồ Tát thấy rõ năm ấm cùng các pháp thiện, bất thiện, vô ký trong cả ba đời đều là như mộng, như huyễn, đều là vô sở hữu, là bất khả đắc, dẫn đến như pháp tánh thật tế cũng là như vậy. Bồ Tát biết rõ các pháp đều là tự tánh ly, tự tánh tịch diệt, tự tánh bất sanh, đều là vô sở hữu, là bất khả đắc, nên được vô phược vô thoát. Bồ Tát trú nơi trung đạo, dẫn dắt chúng sanh thoát ly phiền não, nên nói là vô phược. Lại chẳng dùng vô lậu để phá các pháp tướng, nên nói là vô thoát. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh tịnh Phật quốc độ, dẫn đến được đầy đủ các thần thông, đầy đủ năm nhãn, các đà la ni và các tam muội, mà vẫn chẳng rời Phật, an lạc chúng sanh trong ba thừa đạo, mà vẫn vô thượng vô phược vô thoát. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều là vô sở hữu, là ly, là tịch diệt, là bất sanh, là rốt ráo không vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát phát đại thệ trang nghiêm với đầy đủ các nhân duyên như vậy nên được vô phược vô thoát. Phẩm thứ 18, tác vấn thừa, hỏi về đại thừa. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn? Làm thế nào để biết được Bồ Tát phát thú đại thừa, phát từ đâu, đi đến đâu và an trú ở chỗ nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật là Bồ Tát hành Ma Ha Diễn. Thế nào gọi là Bồ Tát hành đàn ba la mật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo tát vả nhã tâm, bố thí nội ngoại vật sở hữu của mình, rồi cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Thế nào gọi là Bồ Tát hành thi la ba la mật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo tát bả nhã tâm, tự mình hành 10 thiện đạo và cũng dạy người khác hành 10 thiện đạo. Thế nào gọi là Bồ Tát hành sàn đề ba la mật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo tát bả nhã tâm, tự mình hành nhẫn nhục và cũng dạy người khác hành nhẫn nhục. Thế nào gọi là Bồ Tát hành tỳ lê gia ba la mật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo tát bả nhã tâm, tự mình siêng năng tinh tấn hành năm pháp ba la mật kia chẳng hề ngưng nghỉ và cũng dạy người khác siêng năng tinh tấn hành các ba la mật. Thế nào gọi là Bồ Tát hành thiền na ba la mật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo tát bả nhã tâm, tự mình dùng các phương tiện vào các thiền định mà chẳng chấp trước các thiền vị và cũng dạy người khác hành các thiền định. Thế nào gọi là Bồ Tát hành bát nhã ba la mật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo tát bả nhã tâm, chẳng chấp các pháp tướng, quán hết thảy các pháp đều là tự tánh không, đều là bất khả đắc và cũng dạy người khác hành như vậy. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành 18 không là Bồ Tát hành Ma Ha Diễn. Những gì là 18 không? Này Tu Bồ Đề, đó là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đại nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô thủy không, tán không, tánh không, tự tướng không, chư pháp không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp, hữu pháp không. Thế nào gọi là nội không? Này Tu Bồ Đề, nội pháp gồm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý, thế như nhãn dẫn đến ý đều chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của nội pháp tự như vậy nên gọi là nội không. Thế nào gọi là ngoại không? Này Tu Bồ Đề, ngoại pháp gồm sắc thanh hương vị xúc và pháp, thế nhưng sắc dẫn đến pháp đều chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của ngoại pháp tự như vậy nên gọi là ngoại không. Thế nào gọi là nội ngoại không? Này Tu Bồ Đề, nội ngoại pháp gồm 12 nhập,
Trong đó có 6 nội nhập là 6 căn và 6 ngoại nhập là 6 trần. Thế nhưng 6 nội nhập và 6 ngoại nhập đều chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của nội ngoại pháp tự như vậy nên gọi là nội ngoại không. Thế nào gọi là không không? Này Tu Bồ Đề, không là hết thảy các pháp đều là không, mà không đó cũng là không, cũng chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của không tự như vậy nên gọi là không không. Thế nào gọi là đại không? Này Tu Bồ Đề, mười phương gồm phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, bốn phương chéo, phương trên, phương dưới đều là không, đều chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của mười phương tự như vậy nên gọi là đại không. Thế nào gọi là đệ nhất nghĩa không? Này Tu Bồ Đề, đây là nói về Niết Bàn. Niết Bàn cũng là không, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của Niết Bàn tự như vậy nên gọi là đệ nhất nghĩa không. Thế nào gọi là hữu vi không? Này Tu Bồ Đề, pháp hữu vi gồm có những pháp có sanh, có trú, có diệt ở trong ba cõi. Thế nhưng cả ba cõi dục sắc và vô sắc đều là không, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của ba cõi tự như vậy nên gọi là hữu vi không. Thế nào gọi là vô vi không? Này Tu Bồ Đề, pháp vô vi gồm các pháp chẳng có các tướng sanh, trú, diệt. Thế nhưng pháp vô vi cũng là không, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của pháp vô vi tự như vậy nên gọi là vô vi không. Thế nào gọi là tất cánh không? Này Tu Bồ Đề, nói tất cánh không là nói về hết thảy các pháp đều là rốt ráo không, rốt ráo bất khả đắc, đều là chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của hết thảy pháp tự như vậy nên gọi là tất cánh không. Thế nào gọi là vô thủy không? Này Tu Bồ Đề, chỗ khởi đầu của hết thảy pháp là không, là bất khả đắc, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của chỗ khởi đầu tự như vậy nên gọi là vô thủy không. Thế nào gọi là tán không? Này Tu Bồ Đề, nói tán là nói về sự tán hoại, sự hủy diệt của các pháp. Thế nhưng tán cũng là không, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của sự tán hoại tự như vậy nên gọi là tán không. Thế nào gọi là tánh không? Này Tu Bồ Đề, các pháp tánh, dù là hữu vi pháp tánh, dù là vô vi pháp tánh, chẳng phải do Phật làm ra, chẳng phải do chư thánh hiển làm ra, chẳng phải do ai làm ra cả. Các pháp tánh đều là không, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì pháp tánh tự như vậy nên gọi là tánh không. Thế nào gọi là tự tướng không? Này Tu Bồ Đề, tự tướng của sắc là tướng biến hoại, tự tướng của thọ là tướng lãnh nạp, tự tướng của tưởng là tướng suy diễn, tự tướng của hành là tướng tạo tác, tự tướng của thức là tướng liễu biệt. Thế nhưng các tự tướng ấy đều là không, là bất khả đắc. Vì tánh của tự tướng tự như vậy nên gọi là tự tướng không. Thế nào gọi là chư pháp không? Này Tu Bồ Đề, nói chư pháp là nói hết thảy các pháp gồm năm ấm, 12 nhập, 18 giới, vân vân. Thế gian chấp có từng pháp riêng rẽ, nhưng các pháp đều là không, là bất khả đắc, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của chư pháp tự như vậy nên gọi là chư pháp không. Thế nào gọi là bất khả đắc không? Này Tu Bồ Đề, tầm cầu các pháp đều là bất khả đắc, mà bất khả đắc đó cũng là không, cũng chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của bất khả đắc tự như vậy nên gọi là bất khả đắc không. Thế nào là vô pháp không? Này Tu Bồ Đề, đối đãi với hữu pháp là vô pháp. Thế nhưng vô pháp là không, là bất khả đắc, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của vô pháp tự như vậy nên gọi là vô pháp không. Thế nào là hữu pháp không? Này Tu Bồ Đề, hữu pháp do duyên hòa hợp mà có. Thế nhưng thật sự cũng là không, là bất khả đắc, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của hữu pháp tự như vậy nên gọi là hữu pháp không. Thế nào gọi là vô pháp hữu pháp không? Này Tu Bồ Đề, vô pháp và hữu pháp đều là không, đều là bất khả đắc, đều chẳng phải thường, chẳng phải diệt nên gọi là vô pháp hữu pháp không. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, còn có pháp, pháp tướng không. Pháp nói đây là năm ấm, cả năm ấm pháp tướng đều là không. Vô pháp, vô pháp tướng không. Vô pháp nói đây là vô vi pháp, vô vi pháp tướng là không. Tự pháp tướng không. Ở nơi mỗi pháp, tự tướng là vô tướng, chẳng phải do trí làm ra, cũng chẳng phải do kiến làm ra. Tha pháp tướng không. Dù có Phật xuất thế, dù chưa có Phật xuất thế, thì các pháp vẫn trú trong pháp như pháp tướng, pháp tánh, pháp vị thật tế. Bồ Tát quán hết thảy các pháp tướng đều không. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn luận.
Hỏi: đây là hội thuyết về Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, hỏi Phật về Bát Nhã Ba La Mật và đã được Phật giải đáp rồi. Này vì sao ngài Tu Bồ Đề lại hỏi thêm về Ma Ha Diễn và lại cũng được Phật giải đáp nữa? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật và Ma Ha Diễn có cùng nghĩa, chỉ khác nhau về danh từ mà thôi. Ma Ha Diễn được phiên âm từ chữ Phạn Mahayana, phiên âm đầy đủ là Ma Ha Diễn. Ma Ha là đại, là lớn, diễn, diễn na là thừa, là cỗ xe. Ma Ha Diễn là đại thừa pháp, tu hành pháp ấy thì vào được Phật đạo. Trong sáu pháp Ba La Mật thì Bát Nhã Ba La Mật là trên hết, dẫn đạo các Ba La Mật kia. Được Bát Nhã Ba La Mật là nhiếp đủ cả sáu Ba La Mật, là hành đầy đủ sáu Ba La Mật, là hành Bồ Tát đạo viên mãn, từ sơ phát tâm cho đến khi chứng thành Phật quả vậy. Ý như nhà vua ngự trên long xa, có các quan theo hầu. Bồ Tát muốn làm Phật phải cưỡi cỗ xe đại thừa, hành sáu pháp Ba La Mật đi thẳng vào đất Phật. Trong nhiều kinh có nói đến sáu pháp Ba La Mật như các kinh Hoa Thủ, Pháp Hoa, Đại Vân, Pháp Vân, Di Lặc, vân vân. Nên biết rằng sáu pháp Ba La Mật được nói trong rất nhiều kinh, hoặc do Phật nói, hoặc do chư Đại Bồ Tát nói, hoặc do chư Thanh Văn nói, hoặc do chư Thiên Đắc Đạo nói. Hòa hợp được các nghĩa trong các kinh thì gọi là Ma Ha Diễn. Trong các kinh ấy thì Bát Nhã Ba La Mật được xem là pháp tối thượng. Bởi vậy nên hễ nói đến Ma Ha Diễn là biết có Bát Nhã Ba La Mật rồi vậy. Các trợ đạo pháp khác nếu chẳng được Bát Nhã Ba La Mật soi chiếu hòa hợp thì chẳng có thể được đến Phật đạo được. Cho nên Phật bảo ngài Tu Bồ Đề rằng Ma Ha Diễn chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: như vậy vì sao chẳng nói Ma Ha Diễn trước? Đáp: vì Bát Nhã Ba La Mật quá quan trọng nên phải nói trước. Phật muốn thuyết Bát Nhã Ba La Mật nên đã phóng đại quang minh, khiến chúng sanh khắp mười phương thế giới đều tự hỏi: nay vì đại sự nhân duyên gì mà có quang minh chiếu khắp như vậy? Các đức Phật ở các cõi nước đều nói rằng: ở thế giới Ta Bà có đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Thế rồi các Bồ Tát cùng các chư thiên đều hoan hỷ đến nghe. Này ngài Xá Lợi Phất, bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao Bồ Tát Ma Ha Tát muốn học Bát Nhã Ba La Mật? Phật tán thán công đức của Bát Nhã Ba La Mật nên nói: những ai muốn thành Phật đều phải học Bát Nhã Ba La Mật. Bởi nhân duyên vậy nên Bát Nhã Ba La Mật phải được thuyết giảng trước. Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: ông nên vì các Bồ Tát nói về Bát Nhã Ba La Mật tuân theo lời Phật dạy. Ngài Tu Bồ Đề nói: Bồ Tát chỉ là danh tự, Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ là danh tự. Cho nên Bồ Tát, Bồ Tát danh tự, Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật danh tự đều là không, là bất khả đắc, dẫn đến Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật cũng là bất khả đắc. Kế sau đó, ngài Tu Bồ Đề lại hỏi về Bồ Tát Cú Nghĩa và về nghĩa của Ma Ha Tát. Trong nghĩa Ma Ha Tát có bao gồm nghĩa Đại Trang Nghiêm và nghĩa Ma Ha Diễn. Ý như vị dõng tướng phải có đầy đủ binh sĩ khí giới trang nghiêm mới xông vào trận, đánh dẹp quân giặc được. Bồ Tát Ma Ha Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật trang nghiêm mới phá được ma quân, dẹp sạch các phiền não kiết sử để thẳng tiến đến Phật đạo. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật và Ma Ha Diễn đều có công năng đoạn pháp ái. Do vậy mà ngài Tu Bồ Đề đã dựa vào những điểm tương đồng giữa Bát Nhã Ba La Mật và Ma Ha Diễn để hỏi thêm về nghĩa của Ma Ha Diễn. Hỏi: có phải Ma Ha Diễn có hàm ý nói về Bồ Tát từ sơ phát tâm đến khi thành Phật đạo thường hàng tu tập các thiện pháp chăng? Có phải hành đúng theo Bát Nhã Ba La Mật là hành Ma Ha Diễn chăng? Có phải hành sáu pháp Ba La Mật là hành Ma Ha Diễn chăng? Đáp: trước đây đã nói rằng sáu pháp Ba La Mật nhiếp hết thảy các thiện pháp, như vậy chẳng cần hỏi thêm nữa. Có vô lượng thiện pháp, nhưng chỉ cần nói đến sáu pháp Ba La Mật là đầy đủ rồi vậy. Lại nữa, Ma Ha Diễn cũng hàm ý nói về Bồ Tát từ sơ phát tâm đến khi thành tựu đầy đủ các lực phương tiện, luôn luôn giữ tâm bình đẳng, nên biết rằng tu sáu pháp Ba La Mật là tu đầy đủ hết thảy các thiện pháp rồi. Vì sao? Vì các thiện pháp dù chẳng sánh được với Bát Nhã Ba La Mật, nhưng nghĩa của thiện pháp cũng đã nhiếp trong nghĩa của sáu pháp Ba La Mật rồi vậy. Ví như ngay từ khi sơ phát tâm, người tu phải phát nguyện tu đại bi, phải có tâm bình đẳng mới có được các lực phương tiện. Lại nữa, khi tu bố thí, phải bỏ lợi nhỏ hướng về lợi lớn mới là tu đại thừa. Lại nữa, tu hành để thành tựu các lực phương tiện là tu trí huệ. Khi trí huệ đã thuần thục rồi,
thì người tu hành phải dùng các lực phương tiện để giáo hóa chúng sanh và tịnh Phật quốc độ mới là tu đại thừa. Tất cả các hạnh nêu trên đây đều nhiếp trong sáu pháp ba la mật. Hỏi: như vậy vì sao nói hành 108 tam muội cũng gọi là hành Maha Diễn? Đáp: nói về sáu pháp ba la mật là nói về thể của Maha Diễn, còn nói về các đà la ni, các tam muội là nói về dụng của Maha Diễn, cho nên trước nói đến thể rồi sau mới nói đến dụng vật. Hỏi: vì sao chỉ nói đến sáu ba la mật mà chẳng nói nhiều, chẳng nói ít, chẳng thêm, chẳng bớt? Đáp: Phật là đấng pháp vương, tùy theo căn cơ, tùy theo ý nguyện của chúng sanh mà phương tiện nói pháp. Có khi Phật chỉ nói một pháp, có khi nói hai pháp, ba pháp, bốn pháp, lại có khi nói rất nhiều pháp. Ví như trong kinh Hiển Kiếp có nói đến 8.400 ba la mật. Lại nữa, chúng sanh đã thọ thân là có thọ khổ khiến phải lên xuống mãi trong sáu nẻo đường sanh tử, chịu bao nhiêu cực hình đau khổ. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát khởi đại bi tâm muốn cứu độ chúng sanh thoát khỏi sáu đường sanh tử mà phát nguyện tu sáu pháp ba la mật, chẳng có nhiều hơn cũng chẳng có ít hơn, vì các ba la mật đều là rốt ráo không, đều là bất khả đắc. Hỏi: bộ thí ba la mật có rất nhiều tướng, vì sao Phật chỉ nói đến năm tướng sau đây mà thôi? Năm tướng đó là: một, xả nội vật sở hữu; hai, xả ngoại vật sở hữu; ba, tương ứng với tâm tát bà nhã; bốn, dụng pháp vô sở đắc; năm, cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng vô thượng bồ đề. Vì sao chẳng nói về tâm đại bi, về cúng dường chư Phật, về dụng thần thông khi hành bố thí ba la mật? Đáp: vì năm tướng nêu trên đây đã nhiếp hết thảy các tướng khác rồi vậy. Ví như bố thí mà tương ứng với tâm tát bà nhã, xả nội ngoại vật sở hữu của mình cùng với chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng bồ đề là đã có đại bi tâm. Lại nữa, hồi hướng mà chẳng cầu đắc quả thanh văn và quả bích chi Phật, chỉ dụng pháp sở đắc là đã vào được nơi thật tướng pháp, nơi thật tướng bát nhã ba la mật rồi vậy. Hỏi: nếu như vậy thì chỉ cần nói tương ưng với tâm tát bà nhã là đủ rồi, cần gì phải nói đầy đủ năm tướng? Đáp: nói như vậy là rất đúng, thế nhưng vì chúng sanh đa số chẳng hiểu rõ được nên cần phải nói rằng muốn được tâm bố thí tương ưng với tát bà nhã thì hành giả phải xả bỏ nội ngoại vật sở hữu của mình, phải dụng pháp vô sở đắc, phải cùng hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng bồ đề. Lại nữa, muốn được tương ưng với tâm tát bà nhã, muốn được nhất thiết chủng trí thì hành giả phải chẳng nên cầu danh lợi ở đời này, chẳng nên cầu phước báo cõi người và cõi trời ở đời sau, chẳng nên cầu niết bàn thanh văn, mà chỉ nên cầu nhất thiết chủng trí, cầu được đầy đủ hết thảy Phật pháp, để có đầy đủ các lực phương tiện nhằm tận độ hết thảy chúng sanh thoát khỏi các khổ. Như vậy mới gọi là tương ưng với tâm tát bà nhã. Nên biết rằng xả nội vật sở hữu là xả các thứ ở nơi thân mình như đầu mắt, chân tay, tủy não, vân vân. Xả ngoại vật sở hữu là xả các vật sở hữu ngoài thân của mình như ruộng vườn, nhà cửa, tiền bạc, dẫn đến vợ chồng con cái, đến cả sự mong cầu phước đức quả báo cũng phải xả nữa, để cùng với hết thảy chúng sanh đồng thọ hưởng. Bồ Tát vì lợi tha mà tu sáu pháp ba la mật, chỉ cầu vô thượng bồ đề nên hồi hướng hết thảy các phước đức quả báo để hết thảy chúng sanh đều được lợi ích. Ví như ở trên rừng, nơi nào có cây xanh, có quả ngọt là có các loại chim đến tụ tập để cùng thọ hưởng vậy. Hỏi: trước nói tương ưng với tâm tát bà nhã, nay lại nói hồi hướng về vô thượng bồ đề, như vậy có gì sai khác nhau chăng? Đáp: trước nói phải tương ưng với tâm tát bà nhã là nói phải khỏi các phước đức nhân duyên, nay nói hồi hướng về vô thượng bồ đề là nói dùng tâm tát bà nhã mà cầu nhất thiết chủng trí, cầu Phật đạo. Khi đã tương ưng với tâm tát bà nhã, lấy tát bà nhã làm chỉ đạo thì hết thảy các công đức hợp với tát bà nhã đều là nhất thiết chủng trí cả. Nên biết Phật trí huệ có hai nghĩa, đó là vô thượng bồ đề, nhất thiết chủng trí cũng tức là tát bà nhã. Bởi nhân duyên vậy nên khi dụng pháp vô sở đắc tương ưng tâm tát bà nhã mà hành bố thí là thuận với thật tướng pháp rồi vậy. Hỏi: thì là bà la mật tổng nhiếp các thiện pháp như biển lớn dung nạp các nguồn nước từ các sông chảy đến, như vậy có vô lượng thiện pháp, vì sao ở đây chỉ nói đến 10 thiện đạo mà thôi? Đáp: khi nói về 6 pháp ba la mật Phật chỉ nói về tổng tướng, cũng như vậy khi nói về 10 thiện đạo là đã tổng nhiếp các giới khác rồi vậy. Hỏi: như trên là thiên vẻ biển tướng, Bồ Tát khởi từ bi tâm phát vô thượng bồ đề tâm,
làm các việc bố thí nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh là đã trì giới thanh tịnh rồi vậy. Vì sao? Vì bố thí như vậy là chẳng còn làm não hại chúng sanh, lại thường bố thí vô ý cho chúng sanh vậy. Nên biết rằng 10 thiện đạo là căn bản để cầu phước. Đối với hàng cư sĩ Bạch Y thì giới bất sát sanh là giới đứng đầu trên tất cả các giới khác. Vì sao? Vì giới bất sát sanh là chủ, các giới khác chỉ là khách. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền Pháp Luân suốt 12 năm trời mà chưa vội kiết giới, thì đủ biết rằng các giới tướng chỉ là khách mà thôi. Tuy nhiên, 10 thiện giới cùng hết thảy các giới khác dù có Phật hay không có Phật thì cũng vẫn thường có, nếu chẳng theo 10 thiện giới mà phạm 10 điều ác, ắt phải sa vào các đường ác vậy. Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ Tát phải tự mình hành 10 thiện đạo và dạy cho người hành 10 thiện đạo. Như vậy gọi là hành thi la ba la mật. Trong 10 thiện đạo có 3 nghiệp về thân, 4 nghiệp về khẩu và 3 nghiệp về ý. 3 ý giới là vô tham, vô sân, vô si. Đây là tùy theo nghĩa mà phân biệt ra có 10 thiện giới. Thế nhưng khi đã được bát nhã ba la mật soi sáng thì tất cả đều trở thành ba la mật, đều xả đi tướng và cũng đều là bất khả đắc cả. Hỏi tu tập các thiện pháp đã là việc khó làm, nay vì sao còn nói phải dụng pháp vô sở đắc để tụ tập các thiện pháp nữa? Đáp: tu được trí huệ vô sở đắc mới giữ gìn được các thiện hạnh. Vì sao? Vì có sanh tâm là chẳng có được trí huệ vô sở đắc. Lại nữa, Phật dạy chẳng trước tâm, chẳng thủ tướng mới là hành các thiện đạo. Vì sao? Vì biết thế gian là vô thường rồi diệt ác tu thiện thì đó là việc dễ làm, còn muốn được tâm không thì lại rất khó. Người sơ phát tâm do còn chấp tâm, còn thủ tướng, nên khi gặp các chướng duyên, tiền sanh tâm sân hận, phiền não, ví như cỏ khô rất dễ bắt lửa vậy. Trái lại, người tu khi đã được tâm không rồi, thì chẳng còn chấp tâm, thủ tướng, nên dù gặp các chướng duyên cũng vẫn giữ tâm bất động, chẳng hề có hối tâm. Bởi vậy, nên phải ở nơi thật tướng bát nhã, mà khởi đại bi tâm thì mới có đầy đủ các lực phương tiện để dập tắt tất cả các lửa phiền não, tận trừ sự chấp thủ các pháp tướng, ví như nước tưới vào lửa làm cho lửa phải tắt vậy. Trái lại, nếu giỏi tâm vô sở đắc mà tu các thiện hạnh thì chỉ có được các lực phương tiện rất yếu kém, phải ở nơi vô sở đắc, phải đầy đủ 18 không, phải ly hết thảy các pháp tướng mới được đầy đủ các lực phương tiện để hành 6 pháp ba la mật. Như lời Phật dạy Ngài Xá Lợi Phất rằng: Bồ Tát Maha Tát trú trong 18 không mà tu học bát nhã ba la mật. Hỏi: vì sao nói 18 không là chẳng phải thường, chẳng phải diệt? Đáp: người tu hành nếu chẳng thấu rõ 18 không, ắt sẽ đọa về biên kiến, hoặc thường hoặc đoạn. Vì sao? Vì nếu chấp tướng của các pháp là thật có thì đó là chấp pháp tướng chẳng diệt, như vậy là đoạn về thường kiến. Trái lại, nếu cho rằng chấp hữu là bệnh mà dùng vô để phá hữu thì sẽ đọa về đoạn kiến. Như vậy phải nên biết rằng chấp hữu chấp vô cũng đều là bệnh cả. Người tu phải dùng vô để phá hữu mà cũng chẳng chấp vô mới ly được chấp hai bên, nhị biên kiến mới vào được trung đạo. Bồ Tát do liễu đạt 18 không mà khởi đại bi tâm, rộng độ hết thảy chúng sanh, cho nên nói 18 không chẳng phải thường, chẳng phải diệt, phi thường phi diệt. Như vậy gọi là Bồ Tát Maha Tát hay Maha Diễn. Nếu trái lại với trên đây thì chỉ là hí luận. Vì sao? Vì nếu đem tâm hữu sở đắc mà hành pháp không thì chẳng sao có được chánh huệ, khiến phải xa lìa chánh pháp vậy. Hỏi: 18 không đã nhiếp hết thảy các nghĩa không rồi, vì sao còn nói thêm 4 không nữa làm gì? Đáp: vẫn biết rằng 18 không đã nhiếp hết thảy các nghĩa không rồi, nhưng chư Phật tùy theo căn cơ chúng sanh mà nói pháp, có khi khai triển rộng thành 18 không, có khi thu hẹp lại trong 4 không, nên biết rằng nói rộng, nói hẹp, nói tổng, nói biệt, vân vân, đều là những phương tiện thiện xảo mà chư Phật, chư Bồ Tát tùy theo từng đối tượng chúng sanh mà nói pháp vậy. Nói ở nơi không mà chẳng sanh pháp tướng là nói hết thảy pháp tướng đều không, tức là vô pháp. Vậy nên nói pháp, pháp tướng không. Lại nữa, vô vi pháp cũng là vô pháp. Vì sao? Vì tướng vô vi là bất khả đắc. Hỏi: trong kinh có nói đến ba tướng vô vi, vì sao nói vô vi pháp là vô tướng? Đáp: vì nhằm phá tướng sanh mà nói vô sanh, nhằm phá tướng trú mà nói vô trú, nhằm phá tướng diệt mà nói vô diệt. Đây chỉ là nương theo các tướng sanh, tướng trú, tướng diệt mà nói đến vô sanh, vô trú, vô diệt.
Thật ra chẳng có pháp vô sanh, pháp vô trú, pháp vô diệt. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là vô pháp, do đối đãi với sanh trú diệt mà nói vô sanh, vô trú, vô diệt. Tất cả sáu pháp đó đều là vô pháp cả. Như vậy vô pháp không tức là vô vi không. Vì sao? Vì vô pháp tướng tức là vô vi tướng, là không, là bất khả đắc. Vậy nên nói vô pháp tướng không. Tự tướng cũng như vậy, tự pháp tướng cũng là không, là bất khả đắc. Vậy nên nói tự pháp tướng không. Tự pháp là tự tánh của các pháp. Tự tánh có hai nghĩa. Đó là theo pháp thế gian thì đó là tự tánh của bốn đại và bốn đại tạo sắc. Theo pháp xuất thế gian thì đó là như pháp tánh thật tế. Tuy nhiên cả hai đều là không, là bất khả đắc. Vì sao? Vì chẳng phải do trí làm ra, cũng chẳng phải do kiến làm ra vậy. Hỏi, như pháp tánh thật tế nhất vẻ vô vi pháp, vì sao? Còn nói ở đây nữa. Đáp, dùng phân biệt trí mà quán sẽ biết được thật tướng của năm ấm là như pháp tánh thật tế. Thế nhưng đã quán thì chẳng thể là không được. Người tu phải dùng vô phân biệt trí mới biết rõ pháp tánh vốn là vô tánh vậy. Hỏi, sắc là tự pháp, thức là tha pháp, như vậy vì sao nói hết thảy pháp đều là như pháp tánh thật tế? Vì sao nói dù có Phật hay dù chưa có Phật thì các pháp vẫn thường trú trong như pháp tánh thật tế? Đáp, ở nơi như pháp tánh thật tế mà chẳng chấp thì tha pháp mới là tha pháp không, do tha pháp tướng là không, là bất khả đắc, nên nói tha pháp tướng không. Phàm phu do chưa đạt được các kiến chấp nên vừa nghe nói đến như pháp tánh thật tế thì liền dấy niệm nghĩ rằng ngoài như pháp tánh thật tế vẫn còn có các pháp khác nữa, nên biết rằng ngoài như pháp tánh thật tế chẳng còn có pháp nào riêng khác nữa cả. Hết quyển 46.